Lên xuống, trời ơi, trời, lên luôn, lên luôn, lên luôn, lên luôn, lên. Rồi, hello, Hậu xin chào tất cả các bạn đã đến kênh Thạch Hậu Vlog nha. Hôm nay tiếp tục ra câu nữa các bạn ơi. Hôm nay câu buổi chiều lại rồi. Đó, buổi chiều nước lớn các bạn. Bữa hôm mình câu ở đây ngay cái ổ luôn nè. Bữa nay mình sẽ câu thêm lần hai ha. Coi cá nó có ăn như hôm trước không ha. Đó, buổi chiều thôi. Mát này, dễ câu. Rồi, bây giờ xin mời tất cả các bạn theo dõi nha bạn. Đây nữa các bạn, cái kênh này lục bình nhiều quá mà cá nó thường thường ở dưới phía lục bình này nè, mình sẽ câu ở đây ha. Rồi chuẩn bị câu thôi bạn ơi. Lên mặt em nhỏ thả đây. Xíu à, lên lên hàng một em ăn ơi, em luôn, em luôn luôn đó này, đó một em. Lên em nữa bạn ơi, nhỏ thả xuống liền bạn ơi. Ủa rồi lui hả, lên em nếu bạn ơi. Con này nó ăn lì các bạn ơi, lì quá vậy mà không nhìn lên. Ồ lên hả, đây nè bạn, lì nhỏ nhỏ ăn lì lắm. Ăn đấy, ăn đấy bạn ơi, ăn đấy lên em nó bạn ơi. Ăn là dính, ăn là dính lên nhỏ không dính rồi. Nhỏ kéo nhẹ hiu lên, lên em lên nhỏ, nhỏ cũng sao có ăn được rồi, lên
dữ vậy, tôi dữ vậy. Quá dữ. Quá. Đó. Thả xuống luôn, lôi liền luôn anh. Lên. Lên nào. Vâng. Lên. Em mở đây. Lên. Trời ơi. Lên. Chị ghé hoài sáng lấy ăn là chiều đến tối bạn ơi, 5 giờ rồi. Rồi kết thúc luôn các bạn ơi, lấy ăn này đây bạn ơi, thành quả con buổi chiều nè, được mấy con nhỏ. Đó. Chiều nó ăn chậm hơn sáng các bạn. Đây nè, câu cái này nè. Nó nhỏ luôn. Như vậy bạn ơi. Các bạn xem thì đăng ký để theo dõi những phần tiếp theo nha các bạn. Chiều rồi nè, mặt trời sắp lặn rồi đó. Đó. Chiều rồi nè. Thôi, bye bye các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn cho những clip tiếp theo nha các bạn. Bye bye.